Ừ rồi rồi tôi biết rồi. Tôi biết rồi. Mở. Đến lại anh. Mở. Mở. Mở đâu? Mở đâu? Mở đâu? Mở đâu? Em nè, em nè, em nè. Thằng Mở đâu? Sao vậy? Sao vậy? Thằng Mở đâu? Mở nó đi học rồi. Thằng Mở nó bị xe đụng. Thằng Mở nó bị tai nạn. Thằng Mở đâu? Còn nói cái gì? Anh ơi bình tĩnh lại, bình tĩnh lại, bình tĩnh lại. Nha nha nha, thằng Mở nó đi học nó không có sao hết trơn. Trời ơi, cái gì vậy con? Nó nằm mê man suốt ngày mà tỉnh lại có nói sảng như vậy. Trong y học người ta gọi là hiện tượng này là khùng phải không? Đó, đúng rồi. Trời ơi, em đi khám con... nha, em dẫn nó đi khám nha. Thằng Mẫn đâu? Nè nè nè, bây giờ đừng có nói. Ai đây, ai đây? Ông Đức Nghĩa. Ai? Mà bé Năm. À. Hoàng Anh. Ồ, vậy nó vậy đâu có gì. Nó đâu có bị gì đâu. Con có bị gì đâu, con mới nói mọi người bình tĩnh. Nhưng mà thằng Mẫn đâu? Em đã nói nó đi học rồi, nó chưa có về tới. Anh thấy thằng Mẫn bị xe đổ. Cái gì vậy? Thấy cái ở đâu? Nằm nằm ngủ thấy thằng Mẫn bị xe đổ. Nè 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 nè, anh em nói nè, nhiều khi á anh nằm nguyên một ngày với lại anh bị sốc á cho nên là nằm mơ thôi cho nên không có gì hết nha. Không có gì hết, không có. Thứ ba tới nội, thứ ba tới mẹ cũng mới về. Ủa, ba trở lại rồi hả ba? Minh, thằng Mẫn đâu con? Thằng Mẫn đâu? Mẫn đâu? Mẫn đâu? Thằng Mẫn đâu? Ba ông nội ba mẹ mới học về. Ờ, nó nè, Mẫn nè, yên tâm chưa? Mới về rồi. Đâu có bị gì đâu. Ủa sao vậy nội? Mẫn, có phải là con bị một chiếc taxi đụng vô người đúng không? Trời ơi, sao ba biết hay vậy? Có hả? Hay không? Con mọi người thấy chưa? Dạ. Rồi con có sao không? Có sao không? Dạ, chuyện là như vậy nè. Ừ rồi rồi, tôi biết rồi. Tôi biết rồi. Trời ơi, thiệt vậy đó hả? Dạ. Nè. Con nghe chưa, mày mốt đi đứng cẩn thận nghe chưa? Còn một lần nữa là mẹ tịch thu điện thoại luôn đó. Con biết rồi mẹ. Mọi người có thấy không? Tại sao tôi biết được điều đó? Ủa, vậy không lẽ ba có thần giao cách cảm hả? Ba không biết nữa, tự nhiên ba nằm ba thấy cái chuyện rất là rõ luôn á. Hên thôi, hên thôi. Vì khi đó mò, hên trúng thôi. À, giờ không sao rồi đúng không? Bây giờ anh có cần gì không? Hả? Cần gì không? Em cần đi bệnh viện không? Không, trời ơi, con không có cần đi bệnh viện. Cái con cần bây giờ là con cần ăn, con đói bụng quá. Tôi không nghĩ là ông chết. Bà hiểu không? Bây giờ ông chết rồi tôi cũng muốn chết theo nữa. Chết rồi. Trong giấc mơ vợ mình nói không ngờ ông chết. Ông là ai? Ông là ai? Ông là ông Đức Nghĩa, là ba mình, hay ông là ông Trung Cao, ông già vợ mình? Thì cũng có thể ổng là mình. Vợ ơi vợ, ổng là ai? Vợ ơi vợ, tại sao mà đau lòng như vậy chứ? Cái gì vậy em? Vậy thôi nha. Ừ, vậy đi. Giờ tôi muốn chết thôi à. Hoàng Anh, ai chết vậy Hoàng Anh? Anh còn ở đây mà, gia đình mình còn đầy đủ mà. Ba em hả? Nói anh nghe đi, bình tĩnh đi mà em. Còn anh ở đây. Em nói anh nghe đi, em không nói là sao anh biết được? Anh ơi. Ai chết? Ở trong miệng nghe ông không dây chết. Chưa hết phim, một chết bà đó rồi. Rồi rồi sao có phim không? Em không nghĩ là ông chết luôn. Em tưởng đâu là ông có người cứu. Người ta tới là cứu ông kia, ông chết rồi. Ông chết rồi. Trời ơi, là em khóc thì cho ông nhân vật trong phim hả? Ôi, tao giờ em coi phim mà. Đi 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 cho mẹ ơi. Mẹ, mẹ ơi, cháy ở đâu vậy mẹ? Cái gì vậy? Trời ơi, cháy kìa mẹ, cất vô. Ui da, ây da, trời. Cái gì? Trời ơi. Trời ơi, cháy đâu mà cháy. Mẹ đang làm món áp chảo. Ủa sao mẹ té vậy? Thì con xô mẹ chứ ai. Trời ơi, mẹ không thấy đâu chứ con thấy. Con mà không xuống kịp là mẹ sẽ cháy quần áo, mẹ sẽ cháy lên mặt mẹ luôn. Cháy gì mà cháy không biết nữa, thiệt tình. Con tưởng tượng con bị ảo tưởng sao chứ mẹ làm gì mà cháy. Trời ơi, mọi người làm ơn tin con đi, con nói thiệt mà. Nếu như con không thấy mẹ bị cháy thì làm sao con chạy cho con cứu mẹ được. Con bình tĩnh hạnh, nghe mẹ nói nè. Nhiều khi con té đó, cái đầu con bị chấn động,
cái IC con nó hơi nhiễu mạch chút xíu đó, cho nên con tưởng là con thấy được cái nhiều cái việc mà giống như siêu nhân ta biết trước, nhưng sự thật không phải vậy con ha. IC gì mẹ nói cũng không hiểu gì hết. Ủa cả nhà ơi, có khi nào á ba đang bị cái triệu chứng trong khoa học người ta gọi là deja vu á cả nhà? Deja vu gì, ba sạc nạn rồi. Deja vu là lâu lâu nó mới xảy ra một lần, đâu phải thường xuyên như ba đâu. Con nghĩ cái này là do thần theo cách cảm á ba. Giống bữa mà ba dự đoán được là con bị xe taxi đụng á ba. Không phải thần giao cách cảm, nó kêu là trước khi mà ba thấy con bị đụng á là ba nói chung là ba nhận biết được, con hiểu không? Bây giờ ta thử coi, thử đoán được cái gì ba, coi ba sắp tới ba làm cái gì. Ừ thử đi ba. Thấy gì không? Thấy gì chưa ba ơi? Thấy gì không ba? Lâu. Ừ, thấy gì không? Trời đất ơi, nó ngủ nó ngáy luôn rồi kìa. Kêu nó dậy, kêu nó dậy. Ba. Anh, cái gì vậy, đang nói chuyện mà sao con ngủ vậy? Ngủ vậy? Tự nhiên mệt quá. Thấy gì không? Thấy gì đâu, lại thấy buồn ngủ quá, ngủ luôn đó. Trời đất ơi, nhưng mà mọi người phải tin con đi, con thấy được điều đó, mọi người phải tin con. Để con nhớ coi, trước khi mà con thấy á, là con sẽ bị đập đầu. Con đập đầu xong rồi con sẽ thấy. Trời, thấy không? Nhẹ quá, có gì nặng nặng hơn không? Thấy sao con? Nhẹ quá. Hả? Thấy gì không? Kiếm gì nặng nặng hơn được không? Trời đất ơi, quá tay. Đâu, để con xíu nha. Cả nhà. Ba là ba máu mủ của con, ba thương con, ba quýnh con còn nhẹ. Hả? Thằng kia nó con. Nó cũng vậy luôn. Đây. Trời ơi, nó con cái này hả? Được không? Chết rồi. Chết rồi. Mày đã đánh mạnh ba mày xỉu luôn rồi kìa. Thằng này hơi lố hả ba chết luôn hả ba? Nhẹ quá. Có cái này nặng hơn không? Ừ, có. Con biết rồi, đợi con xíu. Con còn thương ba, con quýnh còn nhẹ tay lắm. À, hay để con làm thử một cái lần trước nha ba. Ôi giời ơi, ghê vậy. Trời đất ơi, mày điên hả? Quýnh trước mặt sao mà xỉu được? Sao đi tay không phải vậy? Cái gì vậy? Con cầm cái gì? Giới. Trời đất ơi, mày giết ba hả? Mày nghĩ sao mà cầm cái búa mày gõ đầu ba cho ba chết hả? Thôi con nghe bỏ đi con. Thôi con mất gì giờ quá. Để tôi đi làm ra ơi. Bà ơi, bà. Gì vậy ba? Cái đồng ý. Hạnh, có sao không con? Trời ơi. Bà ơi. Hạnh ơi, có sao không con? Bà. Hạnh ơi Hạnh ơi, vậy đi con. Tiền điện 2.802.347 đồng. Cô Hiền. Mở, cô đi đâu vậy? Một người quen con đang gặp nguy hiểm. Người đó quan trọng con lắm, cô đi với nội. Ba đâu? Ba hả? Cái gì vậy? Ba đừng có đi đâu hết nha ba. Ba đừng đi đâu hết. Con thấy ba nằm sấp trên đường, người ba máu không mà ba ơi, ba đừng đi đâu hết nha ba. Ý, nó bậy ba. Rồi. Không phải đâu, ba mặc cái áo trắng này luôn nè. Ba nằm sấp trên đường, người ba máu không mà ba đừng có đi đâu hết nha ba. Rồi. Ba đi về đi họp một cuộc họp quan trọng. Ba phát biểu đó, không có ba đó là làm sao là được. Trời ơi, không ai tin con hết vậy, con thấy hết. Con còn thấy tiền điện tháng này của nhà mình là 2.802.347 đồng. Chưa hết đâu. À, cô giáo Diệu Hiền sẽ gặp nạn và thằng Mẫn sẽ chạy đi cứu cô giáo Diệu Hiền. Ba ơi, ba nghe là con ba đừng đi đâu hết nha ba. Nghe ba. Ba nói lại, ba cuộc họp rất quan trọng, ba phát biểu. Thật ra, nè. Nó tỉnh rồi đó, bà lo giữ nó nha. Không được, ba đừng có đi. Ba ơi, ba sẽ nằm sấp trên đường, người bỏ máu không mặc áo trắng nè ba. Người bỏ máu không ba ơi, người bỏ máu không, máu nhiều lắm ba. Nếu nó nói đúng thì mặc áo này cũng không an toàn. Thôi bà. Hả? Đi ủi cái áo màu khác cho tôi liền. Ông ơi, như vậy tôi ông ở nhà đừng đi ông ơi. Không được, phải phát biểu quan trọng bà phải đi chứ. Làm đi. Bà. Rồi, đi ủi phải không? Ừ, vậy là ba tin con đúng không ba? Ba! Trời ơi! Hạnh! Cái gì mà con hốt hoảng vậy Hạnh? Hả? Cái chuyện gì vậy? Ba đâu rồi mẹ? Ba con đi họp hội đông y rồi. Trời ơi! Sao ba lại đi vậy? Ba không tin vào giấc mơ của con hay sao?
Trời ơi con nghĩ đi, cái dịp này làm sao không có mặt ba con được. Nhưng mà ba con cải số rồi, ông đổi cái màu áo khác rồi yên tâm đi. Áo màu xanh ngọc đúng không? Sao con biết hay vậy? Chết rồi, ba chết rồi mẹ ơi. Cái này không được, không được cản ba con rồi. Con cản vậy ông quýnh con chết. Phải có cách, con phải nghĩ cái cách gì đó. Cứu ba, mày đi ra đi. Ba ơi ba, ba ơi. Không bát nó luôn. Trời ơi, tiền điện 2.802.347 đồng. Ủa sao cái này nghe quen quen ta? Ê, đúng rồi, ba có nói ba thấy trong giấc mơ á, cái số tiền điện 2.802.347 đồng á. Đúng rồi ha. Nếu như cái này không phải là deja vu thì nó là cái gì ta? Đúng rồi, mà sao ba có thể biết chính xác từng con số được vậy luôn á? Thì đó. Gọi con mất máy vậy? Cô nói cho nghe nè, một hồi nữa có gì cô gọi lại cho em sau nha. Bây giờ cô đang trong tình thế đó, nguy hiểm như lắm Mận ơi. Bây giờ đối diện trung đường cô có sáng thù giết người đó Mận. Trời, cô biết nguy hiểm nên sao cô không về nhà đi cô đó làm gì? Em bình tĩnh em nghe cô nói nha. Nếu như mà hôm nay cô có mệnh hệ gì xảy ra, em nhớ nha, đối diện chung cư của cô lầu 6, phòng 21 nha Mận, nhớ nha. Trời ơi, đâu phải là chuyện của cô đi về nhà liền đi, nguy hiểm lắm cô biết không? Không được, cô không có về được. Làm sao mà cô để cho hung thủ ung dung ngoài vòng pháp luật được? Vậy vậy nha Mận, cái gì cô gọi lên cho em sao nha. Cô đi về đi cô. Không được mà cô đã nói không được rồi. Cô phải gọi công an liền. Vậy nha Mận, đi cô gọi công an cái đã. Nha Mận nha. À. Cô Hiền, cô Hiền, có gì vậy cô? Cô Hiền, cô. Cái gì vậy Mận? Cô Hiền ơi. Vụ gì vậy? Chết rồi, có người biết rồi em ơi. Mẫn, cô đi đâu vậy? Một người quen con đang gặp nguy hiểm, người đó quan trọng con lắm, con đi nha nội. Có gì báo anh biết nha Mẫn. Ủa, câu này sao nghe quen quen vậy ta? Dạ thì câu này cũng ba con nói đó nội. Hả? Ông nội. Ông nội, ông nội. Trời ơi, sao không bắt máy? Ừ, nè tôi đây. À, đang đi nè, sắp tới rồi. Máy bận rồi. Chết rồi. Để con gọi cho ba nội. Ba ơi. Hả? Nội ơi, ba con để điện thoại ở nhà rồi. Phải có mặt chứ, bài phát biểu quan trọng mà. Sống chết gì của tôi có mặt mà. Rồi, thôi nha, đang đi tới nè. Cho chai nước ngọt với lại bịch bánh cô ơi. Tỉnh. 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 Sao rồi bà tỉnh chưa? Tôi mới là người hỏi sao nè. Trời ơi, ở đây là chung cư, bà nói nhỏ nhỏ một chút. Bây giờ tôi nói ông nghe, bây giờ cổ biết rồi. Một người biết là cả cái chung cư nào đều biết hết. Thôi rồi, được rồi. Bây giờ tôi tính vậy đi. Bây giờ tôi đem cái bịch này đem phi tang trước. Để không thôi lát nữa cổ dậy, cổ thấy một cái là tan chứng nằm ở đây là vợ chồng mình chết. Ông điên hả? Bây giờ ông nghĩ thôi, bây giờ biết đâu cổ còn đồng bọn bên ngoài sao? À, bây giờ sao ta? Bây giờ chỉ còn một cách thôi. Bà nhà giữa cô này, tôi ôm cái gối này ra ngoài kia phi tang trước khi cổ tỉnh dậy, như vậy mới an toàn. Ông làm liền đi. Đi nhanh lên. Nhỏ nhỏ cái miệng. Cô ơi, cô sao? Sao? Cô không có sao, cô tỉnh nãy giờ rồi mà cô không có dám dậy. Nè, bắt đi hai.
xuống. Đồng chí, qua kiểm tra. Cô không sao đúng không cô? Cô không có sao hết. Ông tới đó thủ tiêu giật chứng đó, phi tàn cái xác đó anh, cảnh sát rồi. Ủa, đây là thịt heo mà. Hả? Sao mà thịt heo? Để tôi giải thích cho. Là sao? Hai vợ chồng tôi bán thịt heo qua chợ á, mà chồng tôi muốn kiếm lời ham rẻ, mà tôi đã nói rồi, rẻ chắc chắn là có vấn đề. Thì ổng mua về trúng heo tai xanh. Tôi đem đi bán nhưng mà tôi cảm thấy không có ổn, lương tâm tôi cắn rứt. Nên tôi về tôi nói ổng là đi tiêu hủy nè. Bởi vậy giờ tôi lỡ tôi mua về rồi, bây giờ mà ôm nguyên con heo bệnh đi ra ngoài đó, cả chung cư là người ta thấy rồi, làm sao vợ chồng tôi còn làm ăn mua bán gì nữa. Cho nên á, tôi chỉ nghĩ cái cách là tôi cắt nhỏ ra, rồi tôi đem ra tôi bỏ xuống sông á. Trời, chú làm kỳ vậy, heo bệnh chứ bỏ xuống sông ô nhiễm môi trường sao chú? Chứ bây giờ tôi đâu có còn cách nào khác đâu. Thiệt tình luôn, hai vợ chồng này làm ăn kỳ cục quá. Vậy mà cứ tưởng là sát thủ không mờ ám ớm, thì ra là đi tiêu hủy thịt heo. Bây giờ mấy anh công an, mấy anh giải quyết luôn cái trường hợp này đi mấy anh. Thôi được rồi, thì bây giờ mọi chuyện cũng đã lỡ rồi, tôi mời anh chị lên công an để mà làm việc. Thấy chưa, tại ông hết á. Vụ này là quýnh nhau tè leo me rồi, bây giờ còn bị lên phường nữa cái tay. Cô đàn bà, đánh tôi hoài, xua gà. Im lặng. Và bây giờ thì tôi mời cả chị và em lên công an để mà làm việc. Nhưng mà hai chị em đâu có đánh nhau luôn. Hai chị em không có bán thịt heo mà sao bị bắt luôn hả anh ơi? Tôi chỉ mời chị lên để mà hợp tác điều tra thôi. À, hợp tác điều tra hả? Dạ. Dạ anh, em đi theo hợp tác điều tra. Ai vậy? Ai số tôi vậy? Dạ con. Con làm cái gì số ba vậy? Con chỉ muốn bảo vệ ba thôi. Trời ơi, làm gì? Trời ơi, quần áo gì? Tao đi gặp ai dịu rồi vậy? Trời ơi, là trời, mày chết cái tao. Mày, ba, con bảo vệ ba. Bảo vệ gì? Mày chết cái tao.